tôi có bệnh này, là tôi không đi đến trung tâm tiêm được. Bây giờ tôi về trạm y tế với bác sĩ là xuống tiêm, là tôi rất mừng, rất cảm ơn. Nếu như mà cái trường hợp xấu xảy ra thì bọn em phải cấp cứu, sơ cứu tạm thời, sau đó là đưa gấp về bệnh viện. Cái việc mà đưa vaccine đến tận các cái ngõ ngách, kể cả những cái vùng cấp độ 4 này á, thì nó có ý nghĩa nhân văn rất là to lớn, quan tâm đến nhu cầu vaccine của người dân, cũng như là cái nguy cơ lây nhiễm từ tất cả mọi người, kể cả những người mà họ nói họ không có đi đâu, hoặc là họ đột quỵ, hay là họ tai biến, họ nằm một chỗ, nhưng họ vẫn có nguy cơ lây nhiễm.